Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho cả anh em tham gia một chuyện để góp nhận một tóc cần có kỳ hiệu là RKEI. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới phần link video của mình, mở Telegram của các bạn ra, bấm nút start chat chatbot nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ phân phối sau tháng 4 nha các bạn. Làm ai đó thì các bạn đừng có giỏi nha các bạn. Rồi các bạn nhiệm vụ đầu tiên, các bạn join kênh group kênh Chaler nè các bạn. Để nhận 0.25 tốc căng. Rồi các bạn join vào nhóm chat nè các bạn. Thôi các bạn đây coi bình luận cái gì các bạn. Rồi các bạn join vào nhóm chat giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn có đáp lại. Tiếp tục thì các bạn join vào kênh Chaler nha các bạn. Các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn sau khi các bạn follow xong, các bạn mới đáp lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn join tiếp kênh Chaler nữa các bạn. Follow tiếp tục nè. Con này chạy trên tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Ôi sao follow rồi, các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm next step nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter, like và tờ Twitter nha các bạn. Lên điền là username Twitter mình nè. Nó sẽ chuyển tất cả các bạn đến tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn việc like nè các bạn. Các bạn theo dõi nè các bạn. Dự án này cũng mới ra đã có 1.710.000 người theo dõi nha tất cả các bạn. Thấy cũng ngon đó. Rồi tiếp tục thì các bạn việc like và tao quyết là bài viết các bạn. Con này nó sẽ list lên một cái sàn Bankake Swap cho giao dịch qua cặp BNB các bạn. Rồi các bạn đáp lại. Rồi các bạn điền lại thông tin username tờ Twitter của mình nha các bạn. Các bạn mở tờ Twitter của mình ra thì các bạn sẽ vào trang cá nhân sẽ gặp tờ username mình nha các bạn. Ai cộng MMO Ngọc Anh đây các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain hoặc là các bạn gửi địa chỉ ETH trên ví chút wallet cũng được các bạn. Hai địa chỉ nó cũng chung một ví. Hai ví cũng chung một địa chỉ. Thì các bạn copy giùm mình địa chỉ ETH của mình. Giá ETH khá sụp các bạn. Rồi sao chép lên các bạn. Rồi các bạn mở bot ra các bạn dán địa chỉ ETH mình vào các bạn. Tiếp tục quăng em bấm ai em không lách nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn bấm vào balance sheet để check số cần kiếm được nha các bạn. Rồi cái bot mình nó lót ở trọng quá các bạn. Rồi mình đã nhận được một tốc cần nữa các bạn. Đây thì tài khoản mình. Rồi các bạn bấm vào cái link mà lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.